Xin chào quý khán giả thân thương của FPT Play. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với toàn cảnh vòng 1 giải bóng đá hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2023. Huế, Long An, dấu ấn Hồ Thanh Minh. Phú Đồng tiếp tục thăng hoa dưới bàn tay huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn. PVF CAND khởi đầu thuận lợi khi giành 3 điểm trước Hòa Bình. Phú Thọ bị dẫn bàn nhưng cũng giữ được một điểm ở lại với đất tổ. Đội bóng trẻ trung của huấn luyện viên Minh Phương chia điểm với ứng cử viên thăng hạng Quảng Nam. Trên sân tự do, đội chủ nhà Huế có trận ra mắt giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2023. Đây là trận đấu đầy cảm xúc khi Huế ngược dòng đánh bại Long An với tỷ số 2-1 bằng cú đúp bàn thắng của tiền đạo Hồ Thanh Minh. Sau 45 phút đầu tiên khép lại không có tình huống thật sự nguy hiểm, Huế và Long An cùng đẩy cao tốc độ khi bước vào hiệp 2. Từ phút thứ 52 đến phút thứ 57, lần lượt Hồ Thanh Minh, Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Văn Tú có 3 pha dứt điểm khiến thủ thành Phan Đình Vũ Hải phải vất vả cứu thua cho Long An. Nhưng việc mải mê dâng cao tấn công và để lộ khoảng trống rất lớn nơi hàng thủ khiến Huế phải đón nhận bàn thua ở phút thứ 59. Từ quả phớt bóng dài của đồng đội, Nguyễn Hoàng Anh bứt tốc từ giữa sân trước khi thoát xuống đánh bại thủ thành Nguyễn Tiến Tạo, khai thông thế bế tắc cho Long An. Dẫu vậy, đây là những gì mà cao trò huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức làm được. Thời gian còn lại, đội chủ nhà đẩy cao đội hình và tạo ra màn lội ngược dòng đầy cảm xúc. Từ quả đá phạt góc bên phía cánh phải ở phút thứ 66, Hồ Thanh Minh bật cao đánh đầu ở cột hai, gỡ hòa cho câu lạc bộ Huế. Đến phút thứ 90+1, tận dụng đối thủ đuối sức về mặt thể lực, các cầu thủ Huế dàn xếp đá phạt đẹp mắt trước khi được Thanh Minh kết thúc bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1. Cú đúp của Hồ Thanh Minh. Huế tận dụng quá tốt những tình huống cố định của mình trong hiệp 2 này. Và đúng lúc này trọng tài chính đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa câu lạc bộ đá Huế và câu lạc bộ đá Long An. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1. Một trận đấu giàu cảm xúc của Hồ Thanh Minh với 2 bàn thắng được ghi bằng đầu. Sau khi vượt qua Hòa Bình ở vòng loại cúp quốc gia, trở về với V-League 2, Phú Đồng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn tiếp tục có trận thắng nhẹ nhàng trước một Bình Phước thiếu những cầu thủ có thể gây đột biến. Chủ nhà Phú Đồng nắm thế trận và dồn ép Bình Phước phải chống đỡ vất vả, và phút thứ 12, bàn thắng đã đến với họ. Trong một tình huống tấn công, Duy Anh có cú đánh đầu mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng giúp các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn thêm hưng phấn và tiếp tục lấn lướt so với đội khách. Nhưng những pha tấn công của họ vẫn chưa thể làm khó được hàng phòng ngự chơi khá chắc chắn của Bình Phước. Diễn biến của trận đấu sau đó có phần chậm rãi khi cả hai đội chơi giằng co, chủ yếu ở khu vực giữa sân. Phút 36, từ một cú chọc khe của Ngọc Toàn, bóng tìm đến đúng vị trí của Quốc Thắng để anh nhẹ nhàng thoát xuống, đối mặt với thủ môn và tung ra cú sút cân bằng tỷ số 1-1 cho Bình Phước. Bàn thắng giúp đội khách thêm tự tin và có nhiều pha tấn công hơn về phía khung thành của đội chủ nhà. Chủ nhà Phú Đồng được hưởng quả phạt đền ở phút 50 do Hồng Sơn bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Văn Văn đã nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Bàn thắng như một gáo nước lạnh dội vào những nỗ lực của Bình Phước, buộc họ tiếp tục đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nhưng những pha tấn công của họ vẫn bị hàng thủ của Phú Đồng hóa giải một cách khá dễ dàng. Phút 75, trong một pha triển khai tấn công nhanh, Xuân Lộc đã thoát xuống như cơn lốc đối mặt với thủ môn và nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 3-1 cho chủ nhà Phú Đồng. Điều đó càng khiến cho Bình Phước thêm khó khăn trong việc rút ngắn tỷ số. Ngoài ra, sự nôn nóng càng khiến những cú dứt điểm của họ thêm thiếu chuẩn xác. Mãi đến phút 90+2, Bá Quyền mới rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Bình Phước, và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Và đúng lúc này thì trọng tài chính đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa Phú Đồng và Bình Phước. Kết quả chung cuộc, đội chủ nhà Phú Đồng có được chiến thắng 3-2 trước đội khách Bình Phước. Và cảm ơn khán giả truyền hình đã đồng hành cùng với chúng tôi trong trận đấu ngày hôm nay. Câu lạc bộ Hòa Bình thua 0-1 trước PVF CAND. Đội chủ nhà được cho là mất oan một bàn thắng do nhận định của trọng tài. Tình huống gây tranh cãi của trận đấu này diễn ra ở phút thứ 33. Trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn của chủ nhà Hòa Bình sút bóng trúng xà ngang, bóng văng ra,
hai cầu thủ Nguyễn Trung Đạo và Trần Quốc Đạt cùng băng vào đệm bóng. Trọng tài biên Phạm Văn Thịnh căng cờ báo việt vị. Trọng tài chính Vũ Văn Việt cắt còi báo lỗi và đội khách được hưởng quả đá phạt lên do cầu thủ Hòa Bình rơi vào thế việt vị. Quyết định của tổ trọng tài khiến Trung Đạo và Quốc Đạt phản ứng quyết liệt vì cho rằng mình chưa việt vị. Máy quay truyền hình chiếu lại pha bóng này và rõ ràng cả hai cầu thủ áo vàng đều không việt vị. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Ngô Viết Phú thực hiện trên chấm 11m ở phút thứ 44. Trước đó, Nguyễn Hoàng Huy của PVF CAND xâm nhập vòng cấm và bị đội trưởng Trần Hữu Hoàng của đội chủ nhà truy cản trái luật. Dù mới ra mắt ở sân chơi V-League 2, nhưng các cầu thủ Hòa Bình thi đấu đầy chững chạc và xứng đáng nhận được lời khen từ người hâm mộ. Đây là một trận đấu mà Hòa Bình FC đã chơi quả cảm, tạo ra được những sức ép tuyệt vời hướng về các cầu thủ áo đỏ và khiến cho ứng cử viên vô địch ở tại giải đấu năm nay phải trải qua 90 phút thực sự khó khăn. Chiều ngày 8 tháng 4, trên sân vận động Việt Trì diễn ra trận thi đấu giữa câu lạc bộ bóng đá Phú Thọ gặp Bình Thuận FC trong khuôn khổ vòng 1 giải bóng đá hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2023. Bước vào trận đấu gặp Bình Thuận, huấn luyện viên Vũ Như Thành đã sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3 nhằm giúp các học trò chơi biến hóa hơn trong cả phòng ngự và phản công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với sự góp mặt của Anh Tuấn và Sĩ Trinh trên hàng tiền vệ, đội bóng đất tổ kiểm soát bóng khá tốt ở khu vực giữa sân để mở ra những cơ hội tấn công nguy hiểm. Ở phía đối diện, đội khách Bình Thuận cũng chơi rất chắc chắn bên phần sân nhà để hóa giải hầu hết các tình huống tấn công nguy hiểm của Phú Thọ. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa không đều. Sau giờ nghỉ, Bình Thuận mới là đội làm chủ thế trận để gây sức ép liên tục sang bên phần sân Phú Thọ và những nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số 1-0 do công của Nguyễn Văn Thái ở phút 65. Sau bàn thua này, huấn luyện viên Vũ Như Thành buộc phải tạo những sự thay đổi người ở tuyến tiền vệ và tiền đạo để giúp các học trò thi đấu tốt hơn trong thời gian còn lại của trận đấu. Sau hơn 15 phút kiên trì tấn công, đội bóng đất tổ cũng đã có được bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 sau pha đánh đầu đẹp mắt của trung vệ đội trưởng Lê Hải Đức ở phút thứ 84. Những phút bù giờ, mặc dù đã tạo thêm một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Ngô Quốc Cường, nhưng các chân sút của đội chủ nhà Phú Thọ đều không thể tận dụng được các cơ hội để có màn ngược dòng trên sân nhà. Chung cuộc, hai đội chia điểm với tỷ số 1-1. Trận đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa Bà Rịa Vũng Tàu và Quảng Nam. Đây cũng là hai đội vừa tạo ra bất ngờ lớn nhất tại vòng loại Cúp Quốc gia khi đánh bại cả câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Sông Lam Nghệ An. Quảng Nam với nhiều cầu thủ kinh nghiệm như Đông Triều, Hoàng Lâm, Ngân Văn Đại, Trần Thành hay thủ môn Tống Đức An được xem là ứng cử viên cho một suất thăng hạng trong mùa 2023. Độ tuổi trung bình toàn đội chỉ 22,5, thấp hơn rất nhiều so với con số 26,5 của đội Quảng Nam. Bà Rịa Vũng Tàu của huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương nhập cuộc đầy tự tin, đẩy đội hình lên khá cao. Tuy nhiên, các mảng miếng tấn công của đội chủ nhà chưa thật sự sắc nét. Bên kia chiến tuyến, cầu thủ Quảng Nam bình tĩnh hóa giải các tình huống uy hiếp của đối thủ. Không những vậy, những pha phản công của đoàn quân huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn cũng tỏ ra khá nguy hiểm. Cục diện của hiệp 2 cũng không có nhiều thay đổi khi cả hai đội thi đấu có phần chững lại. Các cầu thủ trẻ Bà Rịa Vũng Tàu thi đấu đầy quyết tâm nhưng không thể có được bàn thắng, đánh chấp nhận chia điểm với Quảng Nam. Đây không phải là một kết quả quá tệ dành cho những gì mà các học trò trẻ của huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương và cả câu lạc bộ Quảng Nam của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn đã thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay. Và sau đây là bảng kết quả 5 trận đấu giải V-League 2 sau vòng 1. Phù Đổng, Huế và PVF CAND đều có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên để lần lượt xếp thứ nhất, nhì và ba ở trên bảng xếp hạng. Bình Thuận, Phú Thọ, Bà Rịa Vũng Tàu và Quảng Nam cùng có 1 điểm, lần lượt xếp từ hạng 4 đến hạng 7 và Bình Phước, Long An, Hòa Bình đứng ở nhóm chốt bảng. Vừa rồi là những tổng hợp của vòng 1 V-League 2 2023. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những số tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!
trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.